Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, con có cái câu hỏi thì nằm ngoài cái bài pháp buổi sáng, nhưng mà nói về cái tâm thì cái tâm này bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật cũng đặt nặng về cái tâm. Thì bạch thầy cho con hỏi rồi thầy chỉ dạy để cho con biết để con làm cái hành trang trong bậc đường tu tập. Tại vì khi nói đến cái tâm á, cái tâm vô trụ á, thì con biết cái tâm á, là vì bản tính của cái tâm á, tức là trọng vọng. Nhưng mà có một cái mà con chưa hiểu á, khi mà nói đến cái tâm, khi mà nói đến cái tâm thì cái tâm mình không nắm bắt được, nhưng mà thường thường người đời người ta hay hiểu là cái tâm là cái tư chúng thôi. Thật ra cũng biết cái tâm nằm trong con người mình, nằm ở vị trí nào, nhưng mà cái tâm trong sáu căn tiếp xúc sáu trần và rồi sinh ra sáu thức, thì khi mà cái thức mà tiếp nhận vào thì trong đó là có, nếu nói về duy thức không, tức là có hai cái thức, mạt na thức và cái a lại gia thức, tức là cái tăng thức. Thì cái tăng thức nữa nó khác với cái tâm như thế nào? Tại vì cái tăng thức là sẽ có cũng được biết là cái thức mà có như hành, cái thức mà chịu đựng tất cả những cái mà tốt xấu, tức là giữ lại ở trong cái tăng thức. Nhưng mà đến khi cái hạt giống đó nó đầy đủ, nó ngành thì nó bắt đầu nó phát triển. Mà khi phát triển thì nó bung ra. Thì cái tâm đó, cái tâm của mình nó nằm ở chỗ nào nữa? Thật ra là bạch thầy là vì cái tâm, rồi cái tâm liên quan đến cái thức. Có những người trước khi nói rằng là cái tâm mình là mình phân chia, ví dụ như tốt xấu hoặc là không tốt không xấu, thì cái đó cái thức cần phân chia. Nhưng mà rồi có người họ nói được tội từ tâm khởi, tức là từ tâm phát ra, thì đó là theo con nghĩ đó là cái thức phân chia. Tại vì khi cái thức mà mình chưa chuyển cái thức có cái tuệ thì đó là cái thức phân chia. Còn khi bộ lá dương của cái tâm là cái tâm thanh tịnh, bản tâm thanh tịnh, thì như vậy là bậc thầy là coi như thầy chỉ để cho người con biết rõ được vậy. Đặt câu hỏi tâm ở chỗ nào đó, nó giống với những gì mà Đức Phật đã hỏi thầy A Nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và 7 lần trả lời của thầy A Nan đó đều được Đức Phật ghi nhận là sai. Tóm tắt như sau: tâm không nằm trước con mắt, tâm không nằm sau con mắt, tâm không nằm ở trái tim, tâm không nằm ở bộ não, tâm không nằm ở chặng giữa, tâm không nằm ở bên trên, tâm không nằm ở bên dưới. Thì cái chi tiết của cái hội thoại về tâm ở đâu này đó được mô tả rất rõ ở trong là mấy chương đầu của kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị nên đọc lại. Nói một cách đông na đó là tâm là một phản ứng nhận thức. Vì là phản ứng nhận thức cho nên nó không có hình tướng, nó không phải là một vật thể. Cho nên chúng ta cảm nhận đó bằng sự suy luận đúng, bằng sự diễn dịch đúng và bằng sự quy nạp đúng, thế thôi. Lưu tiện là chúng ta cũng nên phân biệt ba khái niệm khác nhau giữa tâm, ý và thức. Tâm là chỉ cho là cái đặc tính nhận thức, mà nội dung của nó là có thiện và ác, thánh và phàm, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, quan hỷ và cố chấp, tham ái và mông lung, buông xả và cố chấp, rồi trí tuệ và si mê. Thì khi mà nói đến tâm là nói đến những cái đặc tính đó. Còn nói đến thức là nhận thức của các giác quan, như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Còn khi đề cập đến ý đó là nói về một cái ý định, nói về cái hoạt động ý định của con người.
trong cái cõi tâm của con người thôi. Cho nên dầu ba tên gọi là tâm ý thức khác nhau, nhưng thực chất đó là chỉ chung gọi là chủ thể nhận thức mà con người đang có trong cơ thể này. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa ra một cái ví dụ giống như trong một căn nhà có một cánh cửa cái và bảy cái cửa sổ. Ở mỗi một cái cửa sổ đó, người ta là dán một cái loại giấy màu khác nhau, bật một cái ngọn đuốc ở trong căn nhà lên. Nếu quý vị nhìn từ bên ngoài vào đó thì quý vị sẽ thấy là có bảy màu sắc đang tương phản từ các cửa cái và cửa sổ này. Nhưng mà trên thực tế đó chỉ có một ngọn đuốc duy nhất chứ không phải có bảy. Thì cũng tương tự, sáu thức giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức, rồi thức a lệ mặt na là thức chấp ngã, và thức a lệ gia là thức kho tàng. Thì trên thực tế đó chỉ có một cái nhận thức chung của tâm được gọi là chủ thể, là tiếp nhận mọi cảnh trần để tạo ra các phản ứng nhận thức. Khi mà có đầy đủ được các giác quan, đối tượng giác quan và sự tiếp xúc giữa chúng thôi. Cho nên chúng ta đừng bận tâm là lúc nào thì gọi là tâm, lúc nào gọi là thức. Bởi vì có lẫn lộn tâm, thức và ý thì nó cũng là cái chủ thể nhận thức mà thôi. Về ý thứ ba là liên hệ đến khức kho tàng. Đây là khái niệm của triết học Phật giáo Đại Thừa được xuất hiện ở trong Kinh Lăng Già, mô tả về cái sự ghi nhận các hạt giống tri thức, hạt giống phong tục, hạt giống tập quán, hạt giống tôn giáo, hạt giống chính trị, hạt giống kinh nghiệm, hạt giống kỹ năng sống, hạt giống thói quen. Sau khi chúng ta thể hiện ra hoặc bằng lời nói hoặc bằng việc làm cụ thể, nó không mất đi. Nó tiếp tục tồn tại ở trong một cái nguồn năng lượng mà tạm gọi là kho tàng thức, không biên giới, không giới hạn, không cùng tận. Cho nên trải qua nhiều kiếp sống, biết bao nhiêu cái nhận thức của chúng ta liên hệ đến chúng đó, nó vẫn còn. Chỉ cần có một chất xúc tác, một cái tác động thôi, thì các hoạt động đó bắt đầu được là kích thích trở lại. Thì lúc đó quý vị hỏi là tâm tác động hay là cái gì tác động, cái đó không quan trọng nữa. Nó là một cái kho tàng năng lượng của nhận thức, như là một chủ thể đối với các thể, thế thôi. Ứng dụng học thuyết thức kho tàng này đó, thì chúng ta cần phải gieo trồng những gì mà chúng ta muốn mình sở hữu trong tương lai. Ví dụ như ai đó trước khi đi vượt biên, từ những năm 75 cho đến năm 90 đã học tiếng Anh, rồi bỏ đi một thời gian khá dài quên đi hết. Sau khi định cư ở Mỹ, người đó bắt đầu học lại tiếng Anh lần thứ hai. Thì trong lần thứ hai này, người đó sẽ tiếp thu bài vở đàm thoại, ngữ phạm, văn phạm, từ ngữ, câu cú nhanh chóng hơn và nhớ dai hơn những người mới học tiếng Anh trong lần đầu tiên. Vì hạt giống tiếng Anh đó đã được gieo ở trong kho tàng thức của người đó ít nhất đã một lần. Cũng tương tự trong tập tục thôi nôi mà người Việt Nam mình sử dụng đó, ảnh hưởng từ Phật giáo nhiều lắm. Trong lễ sinh nhật 365 ngày đầu tiên, cha mẹ mới bày ra trên một cái bàn khoảng chừng 30 vật dụng. Mỗi một vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề khác nhau, để cho con cháu của mình đó, là tự động bóc. Không phải vô tình mà nó chọn lấy vật A mà nó không lấy đến các vật B còn lại đâu. Ví dụ như cháu nào mà bóc lấy cái ống chích, cái này đó vừa mừng mà vừa lo. Bởi vì cái khả năng á, nó làm bác sĩ, y tá, dược sĩ là rất cao. Và khả năng thứ hai đó, nó là cái kẻ nghiện ma túy, chích quá nhiều rồi chết bằng cái nghề đó. Thì để xác định là nó thuộc cái năng khiếu nào, quý vị phải để thêm cái ống khám bác sĩ hoặc cái nón bác sĩ. Mà nếu như là nó chụp lấy cái ống khám nghiệm bác sĩ, quý vị hãy an tâm đi, đứa này hạt giống y khoa rất mạnh, và chỉ cần cho chọn hay là định hướng nghề nghiệp về ngành y đó, nó sọc rất giỏi và đỗ đạt cao.
Còn nếu như mà nó không thèm nhận lấy các cái dụng cụ bác sĩ nữa đó, thì nó là một đứa hút chích, chết bằng cái nghiệp đó. Thì ở kiếp này phải tách rời cái môi trường xấu ra, không cho ở những cái nơi mà cơ nghiện dễ xuất hiện, buôn bán ma túy, rồi đập đá, hít keo, cỏ mỹ, heroin, bồ đào, vân vân. Nhờ đó, đó cháu đó sẽ khắc phục được cái hạt giống yếu kém này. Đến lúc đầu đó, đó nó sẽ bị chuyển hóa và thay thế. Rất tiếc là trong những cái tập tục thôi non ngày nay đó, các bậc cha mẹ đã không quan tâm đến việc định hướng nghề nghiệp cho con em, mà biến nó như một cái dịp người lớn là vui chơi với nhau thôi. Đàn ông sau chúc tụng rồi là uống rượu, đàn bà sau chúc tụng lại là cờ bạc, hay là nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, toàn là những chuyện thị phi. Thì cái ví dụ về hạt giống mà các cháu thiếu nhi chọn đó, nó thể hiện ra cái khuynh hướng nghề nghiệp, cho chúng ta thấy rằng là tất cả những gì mình gieo tạo trong đời đó, nó sẽ tạo thành các khuynh hướng, các cá tính, các lối sống. Cho nên á, hãy huấn luyện con người của mình ngay từ khi mà mình còn khỏe trẻ, cho đến lúc mình qua đời, thì cái tính lập trường đó sẽ làm cho nó trở thành một cái nguồn năng lượng rất mạnh, mà về sau này khi tái sinh đó, chỉ trong vòng mấy năm đầu thôi, một chất xúc tác nhỏ cũng làm cho các hạt giống đó trỗi dậy, trở thành hiện tượng thần đồng. Không học cũng biết, học một biết 100, học 10 biết 1000. Thì đó là những cái hiểu biết giá trị liên hệ đến học thuyết gọi là tâm ý thức. Chứ đừng có quan tâm là nó ở đâu, thực ra nó ở đâu không quan trọng. Khi lúc nào mà cái cơ thể này còn sống thì tâm còn tiếp tục hoạt động, khi cơ thể này chết thì tâm nó xuất ra khỏi cơ thể này và không trở thành dấu chấm cuối cùng, tiếp tục đi tái sinh thôi. Cứ nhớ chung chung như thế là được. Còn ở đâu không quan trọng lắm. Cứ trao đổi về cái chuyện nó ở đâu chỉ là tranh luận nhau thôi. Có người nói là tâm nó nằm ở bộ não, vì toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương nó nằm ở đây. Đó là cái nơi mà tiếp nhận, là cái phản ứng là của tứ chi và ngoại biên đưa về để tạo ra một cái phản ứng nhận thức. Cái đó là mỗi học thuyết y khoa và não bộ có thể giống nhau, có thể khác nhau, nhưng điều thống nhất chung là gì? Đó, tâm là phương diện nhận thức để giúp cho con người trở thành một chủ thể đối với các khách thể của mình. Còn nó nằm ở đâu cãi nó vẫn tiếp tục tồn tại, giống như dòng điện. Khi mà con chuột hư, tăng vô hư, bóng đèn hư, dây điện hư, công tắc hư, nó vẫn tiếp tục tồn tại theo cái kiểu của nó, chứ nó không mất đi. Mặc dù nó là vô hình đấy, nhưng mà mình cảm nhận rằng nó hiện hữu để nó tiếp tục, gọi là chuyển từ cái dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác. Thì tâm cũng như thế thôi.